Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ chữa một số bài tập mà được giao để chúng ta làm bài tập. Thì bài tập số 2 này, câu A là tính tổng số tiền gửi trung bình. Số tiền gửi và trung bình, câu này thì rất là dễ. Câu tiếp theo là tính số tiền cao nhất của khách hàng có mã bằng K, câu 09. K09. Tính số lần gửi tiền có lãi suất 8%, tính tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng, tính giá trị tiền. Thì bài này của chúng ta là chúng ta áp dụng hàm đi sum, đi max, vân vân. Thế thì ở bài này chúng ta thấy là các cột ở đây đều có số thứ tự từ A, B, C, D, E ở phần trên. Thì chúng ta sẽ tính với bài đầu tiên, câu A. Ở đây là người ta giải mẫu câu A ra, thì chúng ta có thể điền vào đây cũng được. Đó. Trung bình nhá, câu A số tiền gửi trung bình. Số tiền gửi và tiền trung bình. Thế thì số tiền gửi chúng ta sẽ bằng sum của mở ngoặc ra. Đấy. Chúng ta giải câu này là từ F mấy nhỉ? F5 cho đến F119. Chúng ta ghi F5 2.F119. Chúng ta bằng này. Số tiền gửi trung bình chúng ta bằng luôn A base ta từ F5 cũng 2 chấm cho đến F119. F119 đó chính là cái ô này. Đấy, chúng ta nhớ nhé, giống hàng này. Đấy, đến ô số tiền gửi ra. F5 2 chấm và thường cái nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm F5 đến F119. Đây là F5, ta xem lại cái chỗ này của chúng ta có vấn đề gì không. Bằng à press F5 2.F119. Đấy, số tiền gửi là từng này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu tiếp theo. Tổng tính số tiền gửi cao nhất của khách hàng có mã bằng K99. Đó. Mã khách hàng, số tiền gửi và mã là K99. Thế ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng mã khách hàng và K99. Tổng ở đây chúng ta sẽ bằng đi max. Đấy, hàm này hàm đi max nhé. Rồi bây giờ các em sẽ mã khách hàng, số tiền gửi. Các em có thể tính từ đầu này cũng được, bằng A4 cũng được, cho đến cuối. Cuối của chúng ta là G199. Chúng ta ghi là A4. Chúng ta cua hết tất cả cũng được. A4 đến G119. Đó là hình chữ nhật đó. Phẩy. Phẩy. Chúng ta sẽ tính theo số tiền gửi. Ở đây là chúng ta thấy là số tiền gửi chúng ta là bao nhiêu nhỉ? Là F4. F4 là cái nhãn. Tiếp theo đó là vùng khách hàng ở đây. Mã khách hàng ở đây là E mấy nhỉ các em nhỉ?
A124 A124 hai chấm cho chúng ta đến đây là A125 A125 để có cái K99 này. Đấy. Nhưng chúng ta phải nó là K khách hàng. Thế thì chúng ta thấy là nó sẽ tìm kiếm trong vùng nó có K99. Đấy, tìm được cao nhất là 1512. Thế bây giờ chúng ta xem là cái số 15112 nó nằm chỗ nào. Đó, K99. K99 của chúng ta ở đây là 15 triệu. 15. Đây. Chính là người này. Đấy, là có số tiền vượt cao nhất 129. Đấy. Chúng ta đã được rồi xong. Câu C là tính số lần gửi tiền và lãi suất 8%. Tính số lần gửi và lãi suất 8%. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ tính ra bên cạnh cũng được. Chúng ta sẽ bằng lãi suất 8% nhé. Tính số lần gửi tiền có lãi suất 8%. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái cột lãi suất 5. Chúng ta thành lập cho thầy cái cột lãi suất 5. Chúng ta ghi là lãi. Chúng ta sẽ dùng cái đây. Chúng ta sẽ copy cái tiêu đề này. Lãi suất 5. Chúng ta copy đúng nhé. Copy đúng để cho nó tìm cho chúng ta. Chúng ta chú ý vào đây. Còn ở đây là phần trăm, 8%. Lãi suất 5. Ta copy đi cái này. Lãi suất 5 là 8%. Ok. Thế thì chúng ta bằng này. Đề cao. Chúng ta vùng tìm kiếm của chúng ta cũng từ số thứ tự là A4 cho đến G199. A4 2 chấm thì để sang bên này cho nó dễ. Cái này coi như là xoài. A4 này bằng đề cao. Đề cao có bao nhiêu lần? Đề cao. Đấy, A4. A4 cho đến G199 2 chấm G199. Đúng chưa các em? Rồi. Đấy, chúng ta tiếp tục cột mà chúng ta tính là lãi suất 5 là cột G4. Phải lãi suất 5 là bằng 8%. Chúng ta cho thầy cái ngoặc này bằng 8%. Đấy.
hay là chúng ta để nguyên con số là 8%. Bằng là chúng ta cho bằng. Ở đây thầy nhầm chỗ này. 8%. Số tiền gửi có lãi suất 8%. Đúng là đề cao rồi, đề cao A xem sao. Số lần gửi thì sẽ phải làm một cái việc khác như sau. Ta lại phải cho một cái, đây là ta phải làm cái cột điều kiện bảng điều kiện vậy. Lãi suất năm ở đây ta sẽ đấy. Thế bây giờ ta tính như thế dễ nhá, bằng này để cao cái này là A4. Tính G 199, G 199 rồi. A4 đến G 199 à, không phải 199 mà G 119 rồi, phải phần lãi suất năm của chúng ta là ở G 4 vùng điều kiện của chúng ta cho thầy là lãi suất năm là F127 F128 đấy, thì chúng ta sẽ ra con này, sẽ là chúng ta nhìn thấy nhé, sẽ bằng 22 lần, tức là chúng ta đã giải xong câu này. Bây giờ chúng ta tính tiếp này, tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng, tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng, tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng thì ở đây chúng ta có bao nhiêu ngân hàng? Vietcombank, Agribank, rồi. Thế thì chúng ta phải copy tên của những Vietcombank, Agribank này ra. Đây có ba tên đấy rồi. Ok. Thế thì chúng ta cho cái tiêu đề ở trên này. Đó, chúng ta gọi là ngân hàng. Đấy, các bạn làm như thế. Copy nhá. Các bạn ra chỗ này. Các bạn là ngân hàng. Ok. Rồi, bây giờ thầy tính vào đây số tiền gửi, tính số tiền gửi
theo mỗi ngân hàng. Ok, số tiền gửi theo mỗi ngân hàng. Đầu tiên ngân hàng này chúng ta ghi là DSAM. Mở ngoặc ra, DSAM theo mỗi ngân hàng. Thế thì chúng ta thấy là số tiền gửi của chúng ta lúc này chúng ta lại quét cái vùng đó là A4 cho đến G155 hay là G199, A119, G119 phẩy G119. Rồi chúng ta ép của chúng ta tính số tiền gửi trả mới là tính tổng đó. F chúng ta là F4. Chúng ta sẽ là F4. Đấy. Rồi vùng điều kiện của chúng ta, vùng điều kiện của chúng ta ngân hàng đầu tiên là ngân hàng Vietcombank. Chúng ta dùng Vietcombank cũng được. Đấy. Thì chúng ta sẽ cho chữ này cũng được, thử xem nhé. Vietcombank. Copy chữ Vietcombank. Tính được không? Chúng ta ghi chữ bằng này. Không có thì chúng ta cho cái phần điều kiện vào được. Bây giờ chúng ta cho này. Đây là B129. Hai chấm. Đến D130. Đây là tổng số tiền của Vietcombank. Đấy, tương tự là thế thì chúng ta tách từ ngân hàng cho đến phần cuối này. Thì chúng ta xem cái cuối là Agribank. Đấy, các bạn tách ra là từng dòng một nhé để tính nốt. Tức là ở đây các em phải tách ra chứ không để liền này. Đấy. Thì chúng ta sẽ giải quyết được như thế. Còn những câu này thì để hôm tới thầy sẽ dạy tiếp chúng ta cho cái vùng in nhá. Trung bình thì chúng ta lại D average. Thì đây là thầy đã giải xong được 3 câu mà chúng ta đã học ở bài hôm trước. Đấy. Thì các bạn nhớ và làm cho thầy đúng. Thầy xin chào các em tại đây.